Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Quý Mão, chúc quý vị có một ngày cuối năm hạnh phúc, nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Quý vị, tại thành phố Hà Nội nói riêng và nước ta nói chung, phương tiện cơ giới cá nhân hiện vẫn được sử dụng phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và gia tăng ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia, để xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh, an toàn, thì việc thay đổi thói quen ưu tiên sử dụng giao thông công cộng và các phương tiện ít phát thải là xu thế tất yếu. Năm 2021 được coi là năm khởi đầu của giao thông xanh, khi xe buýt điện và tàu điện trên cao cùng được đưa vào hoạt động. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là thành quả sau hơn 10 năm khởi công xây dựng, người dân mong chờ. Từ đó, tàu sắt trên cao đã phần nào thay đổi thói quen tham gia giao thông công cộng của nhân dân, đồng thời góp phần giảm ùn tắc, tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mình thì đang ở dưới Thanh Xuân và đi làm thì là ở trên phố cổ ấy, nên mình đi thấy rất tiện lợi, mát và nhanh, nó sạch sẽ nữa. Tuyến đã chứng minh được qua thực tiễn về cái tính ưu việt của đường sắt đô thị là một cái phương thức vận tải công cộng nhanh, khối lớn, văn minh và hiện đại. Cùng với đó, xe buýt điện sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn. Đến nay, xe buýt điện đã phục vụ 44 triệu hành trình di chuyển, khả năng bảo vệ môi trường tương đương 1 triệu cây xanh. Vừa mới ra mắt cuối tháng 8, nhưng dịch vụ xe đạp công cộng tại Hà Nội đã nhanh chóng thu hút nhiều người sử dụng. Đây là một mắt xích quan trọng kết nối các loại hình vận tải công cộng. Xe đạp này nó bảo vệ môi trường và di chuyển cũng dễ dàng hơn. Mục tiêu phát triển bền vững hay phát thải bằng không vào năm 2050 không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, với tốc độ đổi mới và quyết tâm xây dựng thủ đô văn minh hiện đại như hiện nay, giao thông xanh đang ở tương lai rất gần. Đây cũng là xu thế tất yếu trong sự phát triển của đất nước. Bắt đầu từ năm 2024, cùng với những người có công đang được hưởng trợ cấp thường xuyên, Ninh Bình đã mở rộng đối tượng chính sách được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, đó là thân nhân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã qua đời. Đây chính là chính sách cao đẹp của tỉnh, qua đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Gia đình ông Đinh Quốc Huy ở vùng quê cách mạng Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang thờ cúng hai liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nội. Tết năm nay, ngoài hai phần quà của hai liệt sĩ, gia đình ông còn nhận được quà dành cho mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt năm nay, thay vì gửi tặng tiền, tiếp thu ý kiến của cử tri, gỡ khó những vướng mắc, tỉnh đã trao những phần quà bằng hiện vật cho các gia đình chính sách. Chúng tôi cũng rất là cảm động, mà cho rằng đấy không chỉ là một cái phần quà, mà chính là cái gọi là sự quan tâm rất lớn lao của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách và người có công, mà cũng là để tri ân những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Năm nay như thế này nhưng nó cũng là một cái tinh thần giáo dục cho con, cho cháu, cho mọi người. Nhớ đến những cái người mà đã hy sinh thì các bác, các chị đã làm như thế này thì chúng tôi thấy là rất là phấn khởi. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ninh Bình đã quan tâm tặng quà cho hơn 29.000 người có công, trong đó có gần 2.400 đối tượng bổ sung là thân nhân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã qua đời. Tỉnh cũng chủ động nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Năm 2020, thì Hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 23 về quy định cái mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có người có công, có thành viên là người có công. Đến năm 2023 thì Ủy ban dân tỉnh lại trình Hội đồng dân tỉnh để ban hành nghị quyết số 102 về quy định mức hỗ trợ đối với người có công và thân nhân liệt sĩ
điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hiện tỉnh Ninh Bình không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Những phần việc ý nghĩa ấy là tình cảm, lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Khi những cánh hoa đào, hoa mai nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc cũng là lúc Tết đến xuân về với người dân mọi miền. Còn với các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai thì đón Tết cũng là lúc họ phải xa gia đình để giữ vững tay súng bảo vệ bình yên nơi biên cương của Tổ quốc. Năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, xa gia đình và người thân, chiến sĩ Lý Tòn Trúy, đồn biên phòng Bản Lầu, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai không khỏi bồi hồi xúc động. Dù đón Tết ở đơn vị, nhưng không khí ấm áp tình đồng đội, sự động viên của chỉ huy đồn đã giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà và nhiệm vụ tôi được giao và trực Tết tại đơn vị. Chỉ huy đồn rất quan tâm và hỏi han. Tôi sẽ cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi nhà nhà hân hoan trong niềm vui đón Tết, thì trên các dẻo cao khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ ngày đêm chắc tay súng, gác lại niềm vui sum họp bên gia đình để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, góp phần đem lại mùa xuân, sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị là có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch trực theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới để nhằm phát hiện những hoạt động vi phạm pháp luật, những hoạt động vi phạm quy chế hiệp định và cũng tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện những hoạt động của loại đối tượng tại địa bàn. Không khí những ngày năm mới rộn ràng trên mọi nẻo đường, từng góc phố. Nhưng đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng, Tết không khác ngày thường là bao. Dưới ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc, các anh vẫn làm việc miệt mài, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là vinh dự, là niềm tự hào của người chiến sĩ mang quân hàm xanh với nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Xuân về khi mọi người đều mong muốn được đoàn tụ bên gia đình, những người giữ rừng của vườn quốc gia Con Ca Kinh lại phải xa nhà, ăn nằm giữa rừng để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi tuần tra bảo vệ rừng thường kéo dài nhiều ngày trong những cánh rừng nguyên sinh. Đêm đến, mỗi tổ bảo vệ rừng phải sống trong những chiếc lán tạm, chịu đựng cái rét buốt của những ngày đầu xuân. Để tránh muỗi đốt và cái rét của rừng đêm, họ phải dùng hơi ấm từ bếp lửa dã chiến. Công việc giữ rừng dường như bất kể thời gian, không biết Tết hay ngày thường, chỉ biết bám rừng, không để các đối tượng lợi dụng để xâm hại tới rừng hay tài nguyên rừng. Anh em rất là vất vả, khó khăn, nhưng vẫn cố gắng hết sức, không để các đối tượng lợi dụng những cái ngày dịp lễ Tết nguyên đán để xâm hại tới rừng, tài nguyên rừng. Mặc dù đã quen với cảnh trực Tết giữa rừng, nhưng trong lòng mỗi người làm công tác bảo vệ rừng, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con trong những ngày Tết vẫn khôn nguôi. Mọi người động viên nhau, gác lại niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được sự động viên của gia đình, vợ con, thì chúng tôi vẫn cố gắng gắn bó để thực hiện tốt công việc. Vườn quốc gia Con Ca Kinh có diện tích gần 42.000 ha, nằm trên địa bàn của ba huyện Mang Giang, Đắk Đoa và Ca Bang thuộc tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực rừng nguyên sinh với nhiều loài cây gỗ quý hiếm, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu và quý hiếm. Để bảo vệ rừng, Vườn quốc gia Con Ca Kinh đã bố trí 9 trạm bảo vệ rừng với hơn 60 nhân viên chuyên trách, phối hợp cùng 29 nhóm hộ ở địa phương. Động viên anh em là nói với gia đình, vợ con cũng thông cảm. Mà vì nhiệm vụ chung của đơn vị thì cũng cố gắng để mà thực hiện cái công tác quản lý bảo vệ rừng cho thật tốt. Tết đến xuân về, những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở Tây Nguyên tạm gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình để giữ màu xanh cho những cánh rừng. Đó là niềm hạnh phúc đơn sơ nhưng cũng là niềm tự hào của những người giữ rừng Tây Nguyên. Trong
nhiều địa điểm du xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ hoa trên bến dưới thuyền tại quận 8 được nhiều người dân và du khách tìm đến bởi duy trì được không gian văn hóa truyền thống đặc sắc suốt nhiều năm qua. Hàng năm, chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông quận 8 đón hàng trăm nhà vườn từ các tỉnh miền Tây. Mỗi ghe thuyền trưng bày phong phú các loại cây kiểng, hoa xuân đặc sắc. Năm nay, chợ hoa xuân có hơn 600 điểm kinh doanh. Các gian hàng đều đảm bảo bình ổn giá, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Giá mai năm nay là rẻ hơn mọi mấy năm trước, nhưng mà người dân người ta mua nhiều hơn gì. Tết đến xuân về thì mọi người đều quan tâm tới các sản phẩm, các kịch giá leo thang. Nhưng mà theo tôi bán ở tại đây, thì với cái gian hàng đặc sản của thành phố Mỹ Tho thì các đặc sản của thành phố Mỹ Tho thì đều có là những giá hàng nó đều bình ổn giá. Điểm nổi bật của chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn là tuyến đường nghệ thuật gốm đỏ tỉnh Vĩnh Long và không gian hoa đặc sắc của thành phố Đà Lạt. Chợ hoa xuân còn có đường hoa nghĩa tình, phố ông đồ và các chương trình nghệ thuật đặc sắc hàng đêm từ nhạc kịch, tuồng đến cải lương hay đờn ca tài tử. Con muốn lên đây để chụp hình với lại gia đình đó, để lưu lại những kỷ niệm đẹp. Cảm thấy rất là vui, rất là nôn nao để mà Tết tới xuân về, để mà mong sao là cho qua một năm mới thật suôn sẻ. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền được duy trì từ sau năm 1975 đến nay và trở thành một trong 19 sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đón xuân Giáp Thìn 2024, chợ Hoa Xuân phố Hàng Lược, Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan và mua sắm. Đây là một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội, lưu giữ nhiều vị Tết cổ truyền và chỉ được mở mỗi năm một lần những ngày cuối tháng Chạp. Đã thành thông lệ, hàng năm sau rằm tháng Chạp, chợ hoa truyền thống tại phố Hàng Lược, Hà Nội sẽ mở cửa phục vụ các mặt hàng trang trí cho Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại hoa tươi, đào, quất. Anh Clément là người nước Pháp sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm qua. Mỗi khi đến Tết cổ truyền của người Việt, anh đều lên phố Hàng Lược để ngắm hoa cũng như chụp cho mình những tấm ảnh kỷ niệm tại đây. Mình thấy Tết cổ truyền của Việt Nam rất ấm cúng, mọi người xích lại gần nhau hơn. Những ngày này mình thường cùng bạn bè lên chợ hoa mặc trang phục truyền thống của người Việt Nam để chụp ảnh. Hoa ở đây rất đẹp và những người bán hàng cũng rất mến khách. Năm nay, chợ hoa truyền thống phố cổ Hà Nội được tổ chức trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Dươi, Hàng Mã, không gian bích họa phố Phùng Hưng, không gian truyền thống được trang hoàng rực rỡ, ngập tràn sắc xuân, đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Chợ hoa Hàng Lược thì đã rất nổi tiếng từ xưa rồi ạ. Hàng năm thì chúng tôi vẫn lên đây để chọn cho mình những cành đào, cành quất để về trưng Tết ạ. Chợ hoa Hàng Lược được coi là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa đẹp đẽ của Hà Nội, đi sâu vào tiềm thức của người dân thủ đô về một hội chợ hoa cổ truyền, nơi để mọi người du xuân và tận hưởng bầu không khí Tết Nguyên đán, một nét đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp Tết đến xuân về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc chỉ khoảng từ 8 đến 11 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao hơn nhưng cũng không vượt quá 13 độ, trời rét buốt. Trong ngày hôm nay thì những sóng lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Cả miền Bắc trời không có mưa nhưng do gió rét ở phía Bắc vẫn thổi xuống nên toàn vùng vẫn rét với nhiệt độ cả ngày chỉ dao động từ 15 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì toàn Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm diện rộng, riêng vùng núi có nơi rét hại. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An chỉ còn mưa rào nhẹ rải rác trong sáng nay, sau đó mưa sẽ giảm nhanh về trưa và chiều, nhưng trời vẫn còn nhiều mây và khá rét với nhiệt độ cao nhất ngày hầu hết đều dưới 20 độ. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn có mưa, nhưng lượng mưa không lớn, hầu hết đều chỉ dưới 10mm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dao động từ 22 đến 24 độ, trời rét về đêm và sáng, ngày trời lạnh. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là từ 25 đến 28 độ. Khu vực Bình Định trở vào đến Bình Thuận hôm nay vẫn có được trạng thái nắng ráo cả ngày, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ.
ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có nắng mạnh cả ngày. Lúc này, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang có được thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt trên cả hai khu vực đều chỉ dưới 25 độ. Đến chiều, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Cục bộ một số nơi nhiệt độ trên 33 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ vẫn cao trên mức 33 độ. Trong đó, ở miền Đông còn có nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc vẫn duy trì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông, cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa với cường độ gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.